Hello, xin chào mừng mình là Zoe đây, và đây sẽ là cái video mà mình sẽ review cái chiếc bàn phím Red Dragon M61 SE mà mình được gửi đến từ bàn phím cành cạch. Cho nên là nếu mà các bạn muốn mua cái chiếc bàn phím này á, thì các bạn có thể xuống dưới cái phần miêu tả và bấm vào cái link đó để mua, ủng hộ những người đã ủng hộ mình gửi sản phẩm mình review. Cho nên là cảm ơn các bàn phím cành cạch rất là nhiều vì đã gửi cho mình cái sản phẩm này để mà mình review. Thì với cái con mà M61 SE đến từ Red Dragon này á, thì cái cảm nhận đầu tiên của mình thấy đối với nó đó chính là cái chất lượng hoàn thiện của nó lỏ. Nhưng mà bù lại là cái hiệu năng của nó lại làm cho mình bất ngờ các bạn. Thật sự cái hiệu năng Rapid Trigger của nó làm cho mình rất là bất ngờ. Và mình sẽ chắc chắn là có thể sẽ chọn cái con bàn phím này so với lại những cái con bàn phím gọi là cái con bàn phím cơ mà cùng giá hoặc là có một cái giá cao hơn khoảng đâu 200-300 đi, cao hơn nhiều luôn á, thì mình vẫn sẽ chọn cái con này vì cái hiệu năng của nó so với lại những cái con bàn phím cơ đó. Thì với cái chất lượng hoàn thiện của nó thì mình thấy là nó lỏ. Với cái giá mà mức giá mà dưới 900.000 này á, thì mình sẽ không có đòi hỏi gì nhiều, cho nên là mình vẫn có thể sống được với lại cái chất lượng hoàn thiện này, cho nên là không có vấn đề gì hết. Và dưới cái phần case á, thì các bạn có thể thấy là nó có cái phần mà bật ra bật vô như thế này để mà các bạn đổi cái góc bấm, cho nên là mình thấy là cũng khá là ok. Nhưng mà bình thường á, thì mình chơi game mình để như thế này thì mình thấy là nó hợp lý rồi, mình không có muốn mà vẫn cái tay mình lên để mà mình bấm phím á. Và từ cái chất lượng hoàn thiện tới cái phần keycap thì keycap đó là ABS và nó bám đất khá là nhiều, cho nên là mình đã phải xóa một cái video mình làm về cái con bàn phím này tại vì mình không có chùi nó và nhìn nó rất là thấy ghê, cho nên là đây là video làm lại á. Còn về cái mặt mà switch với lại cái keycap mà gắn vào switch á, thì mình thấy là switch nó cũng khá là wobble, chỉ là khá là wobble thôi nha các bạn. Cái phần nút bấm nó khá là wobble thôi, nhưng mà mình thấy là nó lại đỡ wobble hơn là cái con AE68V1 lần trước mà mình đã từng sử dụng qua. Tại vì cái con đó nó thật sự với nó là nó rất là wobble luôn, nó wobble kinh khủng luôn á. Thì cái con này cũng đỡ hơn một xíu, và mình chơi game khi trong cái lúc mà mình chơi game á, thì mình cũng không có cảm nhận được điều đó, cho nên là mình thấy là cảm giác nó vẫn rất là ổn, rất chi là ổn luôn á. Và nhìn sơ qua về cái RGB thì cái này là đang ở cái nấc thứ hai, và mình thấy là như vậy cũng đã khá là sáng rồi á, mặc dù có một cái ánh đèn chiếu vào á. Thì nếu mà mình để cái nấc số 4 á thì nó sáng trưng luôn, nhưng mà mình sợ là nếu mà để nó như vậy á thì nó dễ bị cúc cái mạch á, cho nên là mình đã không để. Thì về những cái phần khác giống như là về phần stab hoặc là về cái phần mà cảm giác gõ thì mình thấy là stab trên con này nó sạn, và so với lại là cái con mà AE68 của Everglide thì mình thích cái phần stab của Everglide hơn. Thật sự cái stab của nó phải nói là rất là sạn trên cái con này luôn. Mình nghe mình bấm á, lúc đầu mình bấm vô nó chưa có roll die á thì mình thấy là ghê quá, giống như là cái con này bị dính két ở trong cái gì á. Nhưng mà sau khoảng một thời gian sử dụng á thì mình thấy là khá bình thường. Nhưng mà với cái nút cách á thì mình cũng không có xài gì nhiều ngoài cái việc là cách ra xong rồi nhấn bấm chữ xong cách ra. Nhưng mà cái vấn đề á đó chính là cái nút shift. Thì cái nút shift á, cái phần start của cái nút shift nó rất là sạn luôn, cho nên là mỗi lần mà mình ví dụ như là mình muốn đi chậm, mình muốn không tạo tiếng mà mình giữ shift á, thì cái ngón tay của mình khi mà bấm vào cái cạnh này nè thì nó rất là dễ bị nhả ra. Và đó là mình không có thích cái này cực kỳ luôn. Cũng như là cộng với cái việc á là cái setting của mình cho cái con này, cái nút shift này á thì nó khá là sâu, cho nên là nó cũng giải quyết cho cái việc là mình dễ bị nhả nút nhá. Mình chỉ nhắc trước các bạn là cái nút shift và cái start của cái nút shift này nó khá là tệ đối với mình. Nhưng mà mình cảm thấy là mình cũng không sao hết, mình cũng không có bị một cái vấn đề gì hết. Counter shape các thứ thì mình vẫn thấy ok. Còn cái cảm giác gõ của nó thì switch khá là nặng. Mình đối với một cái người mà đã từng sử dụng qua một cái con AE68, một cái con mà ATK68, một cái con mà MET68 á, thì nha, tất cả trên ba con á thì MET68 là nhẹ nhất, sau đó tới AE68, sau đó tới ATK68, và tới cái con này á thì nó là cái bộ switch nặng nhất. Đối với mình cảm giác là chơi game á nó rất là nặng luôn, và cái cảm giác gõ phím của nó thì khi mà mình gõ nó kêu rất là to, nó nổ, phải nói là nó nổ bum bum, nó nổ ầm đùng luôn á các bạn. Cho nên là do cái tiếng gõ của cái con này khá là to, nếu mà các bạn muốn mà chơi game buổi đêm á thì cái con này nó sẽ không có phù hợp đối với các bạn. Tại vì mình để cái mic khá là xa nha, và đây là cái tiếng của nó nè các bạn, WSD. Các bạn có thể nghe thấy được cái sự sạn của nó luôn á. Và do đối với mình á thì cái sự sạn này nó cũng không có thành vấn đề gì hết, tại vì mình cũng không phải là một cái người mà yêu bàn phím, mình chỉ nhắm về cái hiệu năng của nó thôi. Và do đi tới cái phần hiệu năng của nó thì nó đã làm cho mình bất ngờ, tại vì cái hiệu năng Rapid Trigger của nó cũng khá là tương đồng với lại AE68. Thật sự nó sử dụng chung một cái phần mềm luôn hay sao á, nhưng mà mình thấy là mình vẫn có thể counter strip các thứ được, mình vẫn có thể nhấp như thế này để mà cái nhân vật của mình nó giật được. Cho nên là mình thấy là cái hiệu năng Rapid Trigger của nó rất là tốt, và mình cũng không có những cái thiết bị để mà đo lường được những cái độ trễ của nó hết, cho nên là mình thì không có đưa cái thông số đó cho các bạn coi được. Nhưng mà đối với mình
đối với cảm nhận trong game của mình thì mình thấy là nó không có bị một cái vấn đề gì hết. Và mình chơi game vẫn rất là bình thường, mình cảm thấy là mình di chuyển của mình nó cũng rất là mượt mà, và nó không có một cái vấn đề gì. Nói chung là nó có Rapid Trigger với cái giá là dưới 900 ngàn thì đối với cái hiệu năng như thế này thì mình thấy là nó lại hơn cả cái giá thành của nó mang lại. Kiểu các bạn bỏ 900 ngàn ra nhưng mà các bạn bị wow quá, cái wow phát to của cái con bàn phím này, đó chính là cái hiệu năng Rapid Trigger của nó, chứ không phải là những cái thứ giống như là Switch rồi Stab rồi các thứ rồi, hoặc là keycap rồi các thứ. Cái con này nếu mà là mình thì mình cũng sẽ mua, nếu mà mình kiểu mình đang ở trong một cái giai đoạn là budget tiết kiệm tiền thì mình cũng sẽ mua để mà có cái Rapid Trigger. Và giá tổng kết lại thì đây là một cái con bàn phím mà mình thấy là với cái giá của nó nha, thật sự thì nó là một cái con bàn phím rẻ nhất thị trường có Rapid Trigger luôn. Thì mình thấy là nó cực kỳ là wow rồi. Từ cái chất lượng hoàn thiện thì mình thấy là nó lõ. Keycap thì mình cũng thấy là nó lõ, nhưng mà đối với cái phần keycap này thì các bạn vẫn có thể thay được, không có bị một cái vấn đề gì hết. Và đối với những cái phần khác giống như là Switch thì mình không biết là nó thay được hay không, nhưng mà nó sử dụng Switch là Red Dragon của hãng luôn, nên là mình không có biết là cái bên sản xuất nào, nhưng hoặc là mình cũng không biết là nó có hot swap qua những cái Switch khác được không, và khi mà hot swap thì nó có tương thích hay không đối với lại những cái mà hot sensor dưới này, những cái cảm biến dưới này. Nhưng mà chắc chắn là có thể là sẽ không hot swap được. Còn về LED lủng cái thứ thì mình thấy là cũng khá là sáng, cũng khá là ok, cũng khá là ổn, có chế độ gọi là nhảy theo nhạc nữa mà. Còn về những cái khác như là hiệu năng thì mình thấy là hiệu năng của nó cực kỳ tốt luôn. Đối với cái tầm giá này thì nó phải nói là cực kỳ luôn. Đối với là một cái người reviewer như mình thì liệu mình có mua cái con bàn phím này để mà mình sử dụng hay không? Maybe có thể là sẽ có, tại vì sau khi mà bàn phím cành cạch gửi cho mình cái con bàn phím này á, xong rồi mình cảm thấy là nó có thể là một cái gì đó mà để mà mình mang đi net, thay vì mình mang một cái con M68 để mà đi net đó các bạn. Tại vì nó gọn, nó nhẹ và nó có đủ hiệu năng Rapid Trigger cho mình, chứ mình những cái khác mình không quan tâm. Mình chỉ quan tâm tới hiệu năng Rapid Trigger của nó để mà mình có thể chơi game, mình có thể try hỏi game tại net được. Thì mình thấy là do gọn nhẹ, có thể đi vào net, cho nên là mình có thể là sẽ mua cái con bàn phím này. Còn đối với cái giá của nó thì liệu nó có đáng mua hay không? Thì nó đáng, tại vì nó cho bạn một cái hiệu năng Rapid Trigger mà các bạn không phải bỏ ra quá nhiều tiền á. Nó chỉ bằng 1/5 của một cái con Wooting thôi, hoặc là 1/4 một cái con mà Polar 65 thôi, hoặc là 1/2 cái con mà ATK 68. Thì thật sự đây là một cái con bàn phím mà nếu mà các bạn muốn trải nghiệm hiệu năng Rapid Trigger thì các bạn nên dứt. Sau đó các bạn nếu mà muốn mà trải nghiệm thêm những cái như là có những cái mà nó sướng hơn giống như là cảm giác bấm hoặc là những cái khác thì các bạn cứ up lên thôi. Thì đây là cái video mà mình review cái con bàn phím Red Dragon M61 SE này của mình. Thì cảm ơn các bạn đã xem, nếu các bạn thấy hay like, share, subscribe. Và nếu các bạn muốn mua cái con bàn phím này thì cứ xuống dưới phần miêu tả ủng hộ bàn phím kịch kịch thôi. Và nếu các bạn muốn xem những cái video khác thì các bạn hãy bấm vào đây hoặc là đây. Thì bye bye.